ơi, hiện tại là Linh đang đứng ở hẻm đầu hẻm 398 tỉnh lộ 10. Các bạn ơi, Linh phát hiện ra một quán rất là ngon, cho nên là hôm nay Linh sẽ review cho các bạn xem là món ăn có gì ở trong đó nha, mà nó ngon như vậy và tại sao cô lại bán nhiều vịt đến như vậy nha. Vào trong nha các bạn. Mấy bạn ơi, Linh nhìn thấy rất là hấp dẫn luôn nha mấy bạn ơi, quá nhiều vịt luôn. Bây giờ của chị là có 4 miếng gỏi gạo với áo. Bây giờ chị cho em một tô bún đi. Bún đó. Cho em chỉ đạo cho em một cái phần gỏi. Phần gỏi em có thấy mất cân. Rồi.
những cái chỗ khác thì Linh không biết bán gỏi như thế nào, nhưng ở đây thì Linh thấy là chị có trộn mà bắp cải trắng, rau muống với lại là bắp chuối, trong đó có kèm với lại đồ chua, đậu răm, đậu phộng với lại hành phi nữa là xong. Nhưng mà chủ yếu là cái nước mà cái nước pha chế để mà trộn gỏi á. Nè mấy bạn coi nè, cái thịt vịt rất là ngon nha. Cái da gần như là nếu mà mấy bạn nhìn ngang à, mấy bạn không thấy cái lớp mỏ luôn, thấy chỉ có lớp da. Thì Linh cũng dùng xong rồi, gần như là rất là no luôn rồi. Và cái dĩa gỏi này rất là nhiều thịt nha, Linh ăn không hết luôn á. Nếu như mà gia đình mình đi á, mình đi tầm khoảng 3 người, 2 người thì sẽ ăn dĩa gỏi rất là ngon nha. Mấy bạn ơi, thì bây giờ Linh tạm dừng clip ở đây nha. Và rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Linh nha. Các bạn ơi, các bạn nhớ là đăng ký ủng hộ kênh của Linh và nhớ bấm vào cái chuông nha để theo dõi những clip tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.